Hello, chào bạn. Hôm nay ở Phú Yên mưa quá mưa bạn ơi, không đi làm YouTube cho các bạn xem được nha. Sáng nay ông cậu quay ông đi đặt mấy bầy chuột, sẵn mình lên nương đôi mình thăm bầy chuột, mình là coi thử coi dính các bạn, mình làm mình review bạn xem. Mình ở Phú Yên nha bạn ơi. Đang đứng ở trại bò của cậu quay. Cũng mình cũng đi núi rừng nha bạn. Hãy trải nghiệm cùng Phạm TV nha. Hôm nay là săn bắt hai lượm. Đi bắt chuột nha bạn. Đặt bẫy. Chuồng bò cậu quay nha bạn. Đây còn bò xây dựng lại chứ không có chuồng bò đá. Bò đây là bò xây gạch. Ở Phú Yên trời mưa quá mưa bạn ơi. Đang đi lên núi thăm bẫy nha bạn. Trước có anh cư cậu qua thì đây bạn à, hay nước suối chảy không mong anh đi thì trước cậu anh ở trước đây bạn một rất mệt thôi không thì lên đây bạn đang hái rau dớn có thiên nhiên nha bạn rồi nhớ cái núi đôi này mình đi thăm mấy chuột chẳng gặp rau nhớt mình hái làm nầu cam nầu canh tập tàng rau liệu rồi ai thứ khác nữa cho cư tôi rau nhớt không đang thăm bầy chuột nha bạn cậu sách trong coi có cho lúa không trời dở dặm các bạn ơi chưa dính đâu cậu cậu thăm dính chuột nha bạn căng lúa nát hết bạn ơi. Căng nát các bạn. Chuột bạc này hả? Để dính chuột bạn. Bắp này. Gỡ không? Xách đây, xách lên. Xách bẫy lên, đây em bẫy rồi bạn. Mày có lấy chuột gì nó canh không mày? Để gỡ thử đi. Gỡ thử lên em kia thử coi được con nào nữa không? Chuột đực. Chuột con, chuột con. Đây chuột bạn ơi. Chuột đực, chuột núi á. Mới có con bạn ơi mới dính con ông cậu tham bày dính nữa bạn ơi giờ mình lại cho ông cậu nè đây dính bạn ơi tụi mày mày ní đi cho mày dặm tan đám lúa tao Phú Yên đây bạn đây chuột cái chuột cái lấy chuột 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 rừng chuột núi nha bạn đang đặt bẫy lại bạn ơi sao không sợ ông cương nó cương phải không cười đã hai đầu nhớt phiên đây thăm bảy hai đầu nhớt luôn bạn ơi còn thăm bảy tiếp nha bạn sấy anh cậu để hái được mớ bông dơ nữa bạn nào canh tập tàng thôi chứ ngon oxy rau sạch nha bạn rau rừng ạ sang bắt hai lượm đó mấy đọt con dơ mới cây mà ông nó không đọt là sao mấy ông cây không đọt sao nó sống ông cứ nói sao mà không bài dở nữa cái này đợi cái này đợi bông dơ này cậu que bông này hái ông này bông quẹn ơi chu cho thọ ông cứ chu cho bông không mà sao đồ mà khuy mập mắt đâu hay với ta ớt rừng chín luôn bạn ơi đẹp không mấy bạn ơi coi nó mấy bạn ơi chô cái ớt chín chợ quá rồi chín luôn hái đâu đủ cho cư để chơi đợi nước ra nước bờ sâu anh em mình lên hái tiếp cho đây đứng ngay quật suối nha bạn xuống luôn anh
có chín đầy cây luôn ạ. Ừ, sao bỏ lẻ ống lũng theo ơi. Coi lũng hơn hết vậy. Ốc chim rừng nha bạn. Một bi bỗng dơ rồi. Bông dơ rồi, đầy đủ đây. Hồi sáng em đi hái bông dơ rau tập tan rồi bạn. Mình thăm bãi chuột tên nương của cầu que này. Mà dính có hai con à. Thôi ít quá nên anh em cũng không có ướp nướng được. Thôi hái rau tập tan này. Mưa gió quá, giờ trên đây trời cũng đang mưa nha bạn. Nắng mà đang mưa lên bay này. Ông anh ông đang hái dưới suối đây, hái ớt ở đây. Thôi video mình đi rừng đi núi hôm nay mình cũng kết thúc nha bạn. Thành vẽ được bi bông dơ, còn mấy con chuột mình bỏ, mình không có dùng tới nha bạn. Cả hai con ít quá. Thôi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại bạn video tiếp theo nha.